Hiện nay ở nước ta, tỷ lệ bác sĩ trên đầu người mặc dù không thiếu, tuy nhiên lại thiếu về mặt chất lượng. Vì thế, việc gắn kết giữa viện trường có ý nghĩa rất là quan trọng trong việc nâng cao nhân lực chất lượng cao để phục vụ công tác khám chữa bệnh trong thời gian tới. Và đặc biệt khi các bệnh viện lớn như là Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện K, các cơ sở thực hành chính cùng tham gia đào tạo cho sinh viên ngành y. Sáng 20 tháng 11, Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 và ra mắt Ban giám hiệu trường cùng công bố quyết định thành lập khoa y. Khoa y được thành lập là một nhu cầu cấp thiết có tính thực tiễn cao, đặc biệt trong khối ngành khoa học sức khỏe với sự vững chãi của kiềng ba chân là đào tạo, nghiên cứu, thực hành chất lượng cao và mang tính chuyên nghiệp trong môi trường khoa học đa ngành. Đáng chú ý, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã trao quyết định bổ nhiệm Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, kiêm nhiệm chức vụ Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Đại học Quốc gia Hà Nội. Đây là một dấu mốc đặc biệt quan trọng, thể hiện chủ trương về quan hệ cơ hữu, viện trường ở tầm cao mới, đặc biệt công tác đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao. Công bố quyết định của Giám đốc Đại học Hà Nội về bổ nhiệm Phó giáo sư Đào Xuân Cơ là kiêm Phó hiệu trưởng nhà trường. Thì ý muốn nói là Bệnh viện Bạch Mai ấy là bệnh viện đặc biệt của Bộ Y tế. Tất cả các bác sĩ đều qua đó. Và từ xưa đến nay tôi vẫn bao giờ tôi cũng quan niệm là Bạch Mai, Việt Đức, Viện Nhi, Viện Ca là đại học rồi. Vì chúng ta có một cái gắn kết nó chặt chẽ. Thế thì việc kết hợp chặt chẽ viện trường ấy, để chúng ta sẽ huy động một lực lượng rất lớn, chất xám của các thầy cô giáo đang làm đào tác các bệnh viện thực hành chính của các trường y để tham gia một cách thực sự vào công tác đào tạo. Thực tế hiện nay tại Việt Nam, tỷ lệ bác sĩ trên đầu người mặc dù không thiếu, tuy nhiên lại thiếu về chất lượng. Nếu không gắn kết viện trường, sẽ không có nguồn nhân lực y tế chất lượng cao. Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Ca, Bệnh viện Nhi Trung ương là những cơ sở thực hành chính mà các thầy đều roi vào đây để đào tạo. Thì đây là một cái điều kiện mà chúng tôi cũng hy vọng trong tương lai. Các em sinh viên sẽ là người được hưởng cái này nhiều nhất, được thực hành trong cơ sở đào tạo lớn. Chúng tôi hy vọng là Đại học Dược, Đại học Hà Nội sẽ tiếp tục trong cái lộ trình kết hợp viện trường thật chặt chẽ với mục tiêu duy nhất là cung cấp một cái lực lượng y tế được đào tạo một chất lượng cao. Với sự tham gia của hơn 300 giảng viên cơ hữu, trong đó nhiều người là các chuyên gia đầu ngành các lĩnh vực y, dược học, việc liên kết chặt chẽ giữa viện trường. Thời gian tới, có thể hoàn toàn kỳ vọng về việc đào tạo nhân lực y tế đạt chuẩn quốc gia và quốc tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện nhằm cải thiện cuộc sống và nâng cao sức khỏe nhân dân.